Sáng ngày 21 tháng 6, đồng chí Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư tỉnh đoàn An Giang, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, gắn giới kiểm tra công tác đoàn, đội, trường học năm học 2022-2023 tại thành phố Châu Đốc. 6 tháng của năm 2023, thành đoàn Châu Đốc tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, gắn giới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của đoàn, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng, công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Tại buổi kiểm tra đoàn công tác kiểm tra thực tế xã Đoàn Vĩnh Châu, đoàn trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, liên đội tiểu học Lương Định của về việc học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn các cấp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, các phương án chuẩn bị hoạt động sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, đánh giá cao về kết quả hoạt động công tác đoàn đội trên địa bàn thành phố Châu Đốc thời gian qua, đồng thời đề nghị thành đoàn tiếp tục quan tâm nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh thiếu nhi để tạo các hoạt động gắn giới thực tiễn đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tiếp tục bám sát chương trình của tỉnh đoàn, gắn giới phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để thực hiện các phong trào đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.